Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều biến chuyển đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Nhất là chỉ còn có 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, gọi là midterm election. Cho nên có nhiều biến chuyển chúng ta sẽ bàn luận với nhau và chia sẻ. Kính thưa quý vị, trước hết là câu chuyện liên quan đến 5.200 binh sĩ của Hoa Kỳ đã được lệnh của Tổng thống Donald Trump điều đến vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tích Cơ trong 2 ngày qua. Theo như dự tính, lời tuyên bố của ông tướng Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Hoa Kỳ là ông tướng Vessel nói một câu rằng là từ hôm nay cho đến cuối tuần chúng ta sẽ hoàn tất 5.200 binh sĩ, trong đó có bao gồm cả 3 tiểu đoàn công binh tác chiến, sẽ thiết lập những cái hàng rào và những cái phòng vệ. Bởi vì quý vị biết rằng là biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ từ San Diego qua đến Texas, McAllen có tất cả 48 trạm biên giới mở cửa qua lại giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Đây là lệnh của Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố vào ngày thứ Tư vừa qua. Và sau khi Tổng thống nói rằng là cái con số báo cáo của cái đoàn người di dân của miền Trung Mỹ từ Honduras, Guatemala, El Salvador vào đến Mexico rồi qua đến Hoa Kỳ có thể lên đến không phải 5.000 người, 3.000 người mà có thể lên đến trên 10.000 người, là vì 12 ngày qua một đoàn đầu tiên đã thành hình ở Honduras và Guatemala, và 10 ngày qua thì lại có một đoàn thứ nhì. Quý vị thấy không? Đoàn thứ nhất chưa đến Hoa Kỳ nhưng đoàn thứ nhì đã thành lập. Và đoàn thứ nhì thì ít hơn, nhưng mà nghe nói đến giờ này cũng trên 3.000. Thế tổng cộng lại cả hai đoàn là trên 10.000 rồi. Nếu không muốn nói là 12, 13.000. Vì vậy cho nên Tổng thống bảo cái con số một quân sĩ của Hoa Kỳ sẽ được điều đến cái vùng biên giới này có thể lên đến 15.000 người. Và cả hải lục không quân, nghĩa là cả không quân, các đơn vị về trực thăng của biên phòng sẽ được gia tăng. Rồi cái đơn vị công binh, quý vị biết rằng trong công binh nó có hai ngành, một cái gọi là công binh kiến tạo, tiếng Mỹ nó dùng cái chữ gọi là CB, chắc quý vị còn nhớ. CB là chữ viết tắt của chữ C và chữ B. Chữ C nó là construction, chữ B đó là battalion, mà nó cũng lại là một cách chơi chữ ở trong tiếng Anh. C là biển, B là ong, thì CB là các toán ong biển của quân lực của Hoa Kỳ, chuyên xây dựng lắp cầu cống không vận và tất cả những nơi bị phá hủy của địch quân, thì các đơn vị CB này được gửi đến để bắt những cái cầu không vận và những cái đơn vị gọi là trên đường bộ cũng như trên đường thủy, đặc biệt là vấn đề xây dựng những cái khu lều. Chắc quý vị còn nhớ ngày hôm qua trong một cái cuộc diễn hành biểu dương lực lượng của Đảng Cộng Hòa ở thành tiểu bang Indiana, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là chúng ta, khi được ký giả hỏi là thưa Tổng thống về cái vấn đề đoàn người nó quá đông như vậy, rồi nó đến biên giới, rồi đúng theo luật của Hoa Kỳ nó sẽ tuần tự đi vào biên giới để nó xin asylum. Là vì hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định những công dân của ngoại quốc, nước nào mà bị đàn áp, bị khủng bố bởi các cái chế độ độc tài hay là các cái chế độ tham nhũng bất nhân, sẽ có quyền được nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ, gọi là political asylum. Đến giây phút đó, cái người mà được xin political asylum này sẽ được hợp pháp hay không và được cấp phát I-94, tức là một cái mẫu dành cho những người tị nạn về chính trị, tị nạn về những cái xã hội độc tài vân vân. Thì con số có thể lên đến cả chục ngàn người, 20-30 ngàn người trong tương lai. Bởi vì quý vị biết rằng là từ ngày mà ông Obama ông phát động cái phong trào, cái này nói thẳng là Obama, chúng tôi đã thưa với quý vị trong phần tin ngày hôm qua, 2011 cái số người đến Hoa Kỳ chỉ có vào khoảng 300.000 người, nhưng mà đến 2016 là cái năm cuối cùng của ông Obama, nó lên đến gần 700.000 người. Quý vị thấy không? Đây là một cái sự thao túng của cái đảng Dân Chủ nói chung và riêng cá nhân Obama nói riêng. Là vì ông ta có chủ trương như thế này, mà ông ngày hôm qua ông Donald Trump nói rằng ông ấy bảo cứ âm thầm cho nó đi vào nước Mỹ rồi nó nộp đơn, và nếu có bị bắt đi nữa thì sau khi ra tòa cũng vẫn được thả để chờ ngày
ra tòa quyết định về số phận ở Salem. Nhưng mà theo như thống kê Tổng thống Donald Trump nói ngày hôm qua, thống kê của Sở Di trú cũng như là Homeland Security cho biết rằng là chỉ có 3% trong tổng số 100% những người xin tị nạn chính trị bị bắt rồi được thả ra, nó có cái chiến thuật gọi là catch and release, bắt và thả. Đó là đường lối của Obama. Tại sao vậy? Vì bắt và thả nó lợi cho cái người di dân bất hợp pháp. 10 người bắt chỉ có 3 người trở lại, 100 người bắt chỉ có 30 người trở lại tòa để xin được phán quyết của tòa về vấn đề tị nạn chính trị hay không. Còn 97% kia nó chuồn, hòa nhập vào cái xã hội của Hoa Kỳ. Quý vị có nhìn thấy những cái chỗ Home Depot và những cái chỗ công ty xây dựng lớn đều có những người Mỹ đứng để mà chờ người Việt Nam đến đón về để làm công việc vườn tược, công việc xây dựng, cất nhà cửa v.v. với giá vào khoảng 5-10 đồng đô la một giờ. Đấy là dĩ vãng. Còn bây giờ quý vị đi thuê mấy cái ông Mỹ tư cơ này không phải là 10 giờ đồng hay là 9 đồng. Bây giờ họ căn cứ vào cái luật mới của California, mặc dù California hoàn toàn chưa có thực hiện, nhưng bây giờ quý vị sờ đến những cái ông mễ tê cơ ăn no vác nặng này, họ đòi 15 đô la một giờ cho đến 20 đô la một giờ. Họ bảo vì sao? Vì họ còn phải trả tiền cho Coyote. Tức là khi họ gia nhập, di cư vào trong miền Nam của Cali, họ phải trả lại cho cái bọn lái buôn, cái bọn cô hồn đưa người qua biên giới, tốn trung bình 2.000 cho đến 7.000 đô la một người, tùy theo cái mức độ gần hay xa. Nếu đi từ Tijuana về Cali, về San Diego, tốn vào khoảng độ 2.000. Nhưng nếu đi về từ Guatemala rồi về đến Tijuana, số tiền có thể lên đến 7.000. Lý do là vì họ còn phải đi tàu bay. Họ sẽ đi tàu bay từ bên Guatemala về đến Tijuana của Mỹ, rồi từ Tijuana họ mới đi bộ qua biên giới đi vào San Diego. Do đó cái số tiền nó đắt. Và đó là lý do những cái ông Mỹ này bây giờ ông căn cứ vào cái luật Cali đang đòi 15 đồng một giờ. Ông những người Việt Nam mướn ông bây giờ phải 15 đến 20 đô la một giờ. Trở lại vấn đề, cái đoàn người này nó đông đảo, cho nên Tổng thống Donald Trump tuyên bố 3 điều. Thứ nhất, sau khi ông nghe tin là tụi băng đảng trà trộn vào trong cái đám người di dân này, bắn giết nhau, chết mất một người ở biên giới Guatemala và Mexico ở thành phố Yuma, như chúng tôi thưa với quý vị trong bản tin ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump bảo rằng như vậy chứng tỏ tụi này là bạo động, không phải là đoàn người hiền lành, những người đi tìm đời sống mới, mà bọn này là băng đảng. Ông dùng cái chữ thug, tức là cái bọn thảo khấu, cướp của, giết người, của rừng rú. Thì ông nói rằng nếu gặp những cái bọn thugs này mà nó bắn, mình có quyền bắn trả. Ra lệnh cho lính Hoa Kỳ có quyền bắn trả. Không có sợ mang tiếng là giết người. Là vì ông nói rằng cái hành động mà cái bọn lưu manh này mà nó lấy đá ném vào cảnh sát Mỹ Tây Cơ, làm cho 3-4 người cảnh sát bị thương, giống như là lấy súng Đại Liên bắn vào chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền, súng Đại Liên chúng ta có quyền đáp trả bằng những cái súng ống của chúng ta có. Đó là điều thứ nhất. Nếu bọn di dân đến biên giới mà vi phạm luật pháp, hành hung hay là lấy đá ném chọi, hay là đưa ra những cái chai gọi là bom Molotov, tức là những cái chai bom chai, thì chúng ta có quyền bắn. Câu số 2, nếu như các cái đoàn di dân này mà họ qua một cách hợp pháp mà đông quá, thì chúng ta có quyền lập những cái trại gọi là tent city. Vì thế mà quân đội mới được lệnh di tản 3 tiểu đoàn công binh kiến tạo và đồng thời công binh tác chiến, nó gọi là combat engineer battalion, đó là tiếng Anh nó dùng như thế. 3 đơn vị công binh kiến tạo và tác chiến này sẽ thường trực ở biên giới để có thể ngăn cản 15.000 người hoặc hơn của cái đoàn người di dân Trung Mỹ. Câu thứ 3, nếu như cái bọn di dân này mà nó vượt qua mà bị bắt, thì chúng ta sẽ không cần phải đợi tòa án nữa,
chúng ta sẽ cho chúng cho trên xe trở về bên kia biên giới, giải quyết một cách nhanh gọn và nhẹ, không có cái màn như Obama. Ông nói thẳng, ông ta không dùng cái chữ Obama, ông ta dùng cái chữ không có cái chính sách gọi là bắt rồi thả, bắt rồi thả, để chúng nó hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ, đánh lận con đen. Đây là một cái sự thất bại và một cái chính sách không thể là áp dụng được, chúng ta phải chấm dứt. Thì với cái chính sách đó thì chúng ta bây giờ đoàn di dân của Trung Mỹ cũng còn cách biên giới vài trăm cây số, mà một khi họ đến thì chúng ta sẽ sẵn sàng để có thể đón tiếp họ. Rồi câu chuyện thứ hai chúng ta có với nhau hôm nay là vấn đề kinh tế Hoa Kỳ. Tuyệt vời. Chỉ còn có 4 ngày nữa là bầu cử giữa nhiệm kỳ mà Thượng Đế đã ban cho Tổng thống Donald Trump sự khôn ngoan, lãnh đạo quốc gia một cách thành công, tốt đẹp. Chúng ta không dùng những cái chữ cao xa làm gì. Tại sao vậy? Là vì theo thống kê của Bộ Nhân lực, tức là Labor Department, cho biết rằng trong tháng 10 vừa qua, cái ngành lao động của Hoa Kỳ đã gia tăng được thêm 250.000 công việc. Đây là một cái sự kiện mà đã xảy ra liên tục. Và cái số thất nghiệp bây giờ tỷ lệ còn có 3.7. Đây là một cái con số thấp nhất kể từ năm 1969. Chưa bao giờ nước Mỹ mà lại kinh tế mạnh đến như thế. Rồi thêm vào đó, tại sao chúng ta gọi là kinh tế mạnh? Quý vị biết rằng gọi là durable good order, tức là những cái đơn sản xuất và đặt hàng của các công ty làm đồ sản xuất gia dụng như là tủ lạnh, tivi, như là bếp, vân vân, gia tăng 0.7% trong cái tháng 10 vừa qua. Trong cái tháng 9 cũng giống như tháng 10, liên tục gia tăng. Đây là một cái sự kiện, xin lỗi quý vị, sẽ được cho thấy rằng là chúng ta có nhiều công việc làm. Cho nên lắm lúc mình cũng không trách được những người Mỹ nghèo nàn, họ ở các quốc gia Guatemala, Honduras, không có việc làm. Ngay cả Mỹ Tây Cơ họ đi làm một ngày 2-3 đô la là nhiều. Mà họ qua đây, vượt được đến đây, họ đứng lang thang ở những Home Depot 1 giờ 15 đô la. Quý vị không trả hỏng lắm. Cho nên Hoa Kỳ là một thiên đàng là như thế, thiên đàng trần gian. Và mỗi một ngày người ta càng mơ ước được đến cái giấc mơ American Dream, một giấc mộng Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.